Châu. Thì nói giữa Châu Phương và Châu Bảo bắt đầu. Chiến thuật, chiến thuật. Đây, đã chơi chiến thuật thằng nào rồi. Thầy chiến thuật nó thành công nhưng mà gì? Hả? Thầy chiến thuật là không thành công. Thầy ngô một game mà không có được mối quan hệ. Thầy ngô một game mà không có được mối quan hệ. Thầy ngô một game mà không có được mối quan hệ. Thầy ngô một game mà không có được mối quan hệ. Thầy ngô một game mà chú trò đó, chú trò là chú trò phải làm báo bây giờ bạn đàn cái bạn đam gậu vỡ bị lớn chậu bắt nhặt quá gã này mày nó nói rồi nó gần hết giờ là nó sẽ đá chín mà đúng ấm đây đây nó mà không đi chắc hết giờ chỉnh giờ sao đó đúng rồi một là nó kéo nhanh hai là nó đá muốn kích với lộn đúng quá đá là chuyện này bây giờ đã kéo lắm nội ok đã kéo rồi đá kéo, ok, đây,
kéo bắt đầu giật theo, tôi bắt bắt nó đứng yên, nó đá lưng cuối khốn nạn. Thì đúng thì đá lưng cuối, đúng thì đá lưng giữa, đúng không? Đúng không? Đấy biết nào hết. Hay lắm, thôi cảm ơn nha. Đấy, chào này, cứng bại, có này nhất anh. Chào... Đó là bảo chị với em nãy giờ mà. Thôi mày đề xuất mà bảo bạn bà. Chị qua đây chéo đi nha. Là xe quá. Làm cái bảo quen của cô. Bộ bút cũng được. Đây. Bên này xoáy mà. Xoáy mà. Xoáy mà. Xoáy mà.
Không chụp tay kỳ vậy. Ủa mới đang con bấm chạy lại mới qua mà đá rồi ai biết mà. Thôi tao bấm vậy. Để bỏ trọng bàn bấm lỡ kinh. Sáu rồi nha bà. Cái này okay. Có nhìn ra được thì mua vô đồ khác vậy thôi. Để ra không đỡ được 1-2 tiếng chứ. Trái không đỡ được chứ. Trái không qua được không đây. Không qua được không đây. Ây. Không qua được không đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.